Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Quốc Võ xin chia sẻ cái clip này để gửi đến những người mà có những câu hỏi phải nói rằng là không thể hiểu được là tại sao họ lại có những cái câu hỏi như vậy quý vị. Bởi vì những cái bằng chứng, những điều mà báo chí, truyền thông đã đưa lên rất là nhiều rồi và cũng giống như là những kênh YouTube mà bảo vệ lẽ phải đó, họ đã đưa lên cũng rất là nhiều từ 2-3 năm nay. Nhưng mà đến thời điểm này không biết là họ không biết thật hay là họ giả vờ khi không biết, mà họ có những câu hỏi kỳ lạ vô cùng, giống như là bà Hằng, ông Dũng thì làm được cái gì cho xã hội? Bà Hằng, ông Dũng chỉ là những người mà nổ thôi. Thì thưa quý vị, hôm nay Quốc Võ chia sẻ một cái bài viết ở trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Phương Dung Lê. Ở trong đây, nếu như quý vị mà có thời gian, quý vị nghe Quốc Võ sẽ đọc lại cái bài viết này để tóm gọn lại những cái điều mà vợ chồng ông Dũng bà Hằng đã làm cho đất nước, cho quê hương, cho dân nghèo Việt Nam. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi bài viết sau đây. Dưới đây là bức tâm thư của tôi đã gửi tận tay nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người láng giềng gần kín bến của tôi. Hà Nội ngày 12 tháng 12, 2022. Kính gửi chị Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 14. Hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2022, ngày Tiểu Cát, có nghĩa là điều may mắn. Em xin phép được trình bày với chị về trường hợp của nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, người cùng chồng mình là ông Huỳnh Uy Dũng đã thiện tâm ủng hộ rất lớn về vật chất tinh thần cho công tác an sinh xã hội tỉnh Bến Tre, với công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tại hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Nhờ đó hàng ngàn hộ dân tại tâm vùng hạn mặn đã không còn khát nước ngọt. Trước đó vào đầu năm 2020, tỉnh Bến Tre và vùng đồng bằng sông Cửu Long hứng chịu cơn hạn mặn lịch sử, khiến toàn bộ các con sông, nhánh sông bị nhiễm mặn, độ mặn có nơi vượt xa mốc là 10 trên 1.000. Toàn tỉnh Bến Tre bị thiếu nước ngọt do nước các sông đều bị nhiễm mặn, có lúc lên đến 17 trên 1.000. Đời sống sinh hoạt của người dân lâm vào khó khăn cùng với đại dịch Covid-19 bùng phát. Được biết tình hình trên qua truyền thông, vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, chủ đầu tư khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một mặt cho xe và người chuyển thẳng nước sạch, nước tinh khiết của Đại Nam từ Bình Dương về Bến Tre giải khát, giải mặn cho bà con. Xe và người chở nước tiếp tục ở lại dùng phương tiện vận chuyển nước từ các xà lan do mạnh thường quân các nơi đưa về và tiếp tục vận chuyển đến những nơi xa xôi, khó khăn trong tỉnh cho đến khi mùa mưa trở lại. Do địa phương không đủ phương tiện, đồng thời đích thân cả hai người đến trực tuyến các nơi khảo sát lắp đặt máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt cho người dân sử dụng. Các tỉnh trong vùng bị nhiễm mặn có nhu cầu hỗ trợ đều được vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Đặc biệt, vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng còn quyết định sẽ trích số tiền lớn nhằm hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng, lắp đặt hàng loạt hệ thống lọc nước RO thẩm thấu ngược theo tiêu chuẩn của Mỹ đặt tại Bến Tre. Tất cả các nghĩa cử đó được ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre ghi nhận. Ngày 12 tháng 4, 2021, ông Bùi Thanh Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre đã đến công ty cổ phần Đại Nam trao bằng khen cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng về thành tích ủng hộ vật chất tinh thần cho các công tác an sinh xã hội tỉnh Bến Tre.
Thưa chị, những việc làm thầm lặng đóng góp cho cộng đồng của vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng và Quỳnh Quý Dũng khiến nhiều người không khỏi nghiêng mình. Đó là những việc làm thiết thực, ý nghĩa và nhân văn mà hiếm có một doanh nhân, doanh nghiệp nào làm được. Em xin phép được điểm lại một phần để chị được rõ hơn ạ. Thứ nhất là trao tặng vườn cao su cho bộ đội Trường Sa. Năm 2013, CEO Nguyễn Phương Hằng quyết định trao tặng vườn cao su tọa lạc ở hai xã của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có diện tích hơn 360 hectare cho bộ đội Trường Sa. Đây là mảnh đất có trị giá hơn 170 tỷ đồng thời đó và được bộ đội Trường Sa phát mãi khối tài sản này dùng làm nguồn tiền phục vụ cho cuộc sống công tác. Việc hiến đất cho các cơ quan chính quyền, nhà nước là những việc rất là hiếm gặp trong xã hội đương thời. Chính vì vậy, việc làm của bà Hằng như một ngọn lửa thổi bùng lên trái tim yêu nước trong mỗi con người Việt Nam trong thời điểm ấy, hướng về biển đảo Trường Sa ruột thịt, động viên tinh thần cho các chiến sĩ tiếp tục canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Đây được xem là một hành động đầy tính nhân văn và nghĩa tình. Chị Phương Hằng từng chia sẻ, thật lòng tôi luôn luôn có tình cảm và thương những bộ đội và những người làm công tác bảo vệ. Họ là những người dám hy sinh cả cuộc đời mình để cống hiến cho Tổ quốc. Họ không có điều kiện để làm kinh tế, không có cơ hội để làm giàu cho bản thân và gia đình. Vợ con và những người thân của họ rất là thiệt thòi. Vì chồng tôi, anh Huỳnh Quý Dũng cũng đã từng là bộ đội, cũng đã kể cho tôi nghe gian khổ của bộ đội sống nay chết mai trên chiến trường. Nên tôi đã quyết định trao toàn bộ số tài sản thật của tôi để chia sẻ phần nào khó khăn với các anh bộ đội nơi hải đảo xa xôi. Tôi chưa bao giờ đến Trường Sa, chỉ xem qua truyền hình và có lần tôi đã khóc khi xem chương trình có bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến ra thăm Trường Sa. Đã có một anh bộ đội xin được ôm cô Thảo để nhớ về người mẹ của mình nơi quê nhà. Nước mắt của tôi tuôn trào khi xem hình ảnh đó. Nhìn những chốt gác hiu quạnh giữa biển cả, tôi càng chạnh lòng và xót xa. Đó là tình cảm thật của con người đối với nhau. Thứ hai, quỹ từ thiện Trái tim Hằng Hữu. Ngoài những đóng góp to lớn cho bộ đội Trường Sa, CEO Nguyễn Phương Hằng cùng chồng mình còn thành lập nên quỹ thiện nguyện Trái tim Hằng Hữu. Đây là hội từ thiện tim lớn nhất Việt Nam với mong muốn chữa lành những con tim tật nguyền của những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống. Chương trình này đã mang lại sự sống cho hàng trăm đứa trẻ có bệnh tim bẩm sinh. Không những thế, CEO Nguyễn Phương Hằng còn sẵn lòng cam kết trọn gói cùng với Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện điều trị tim bẩm sinh và não uống thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp của chị như một vị Bồ Tát sống trong mắt những đứa trẻ cơ nhỡ, khó khăn bởi CEO là người tái sinh sự sống cho những đứa trẻ ấy. Việc làm của vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng đã nhận được sự cảm kích rất là lớn của rất nhiều cư dân mạng. Là một bệnh nhân tim bẩm sinh, con rất là biết ơn lòng tốt của cô dành cho trẻ em Việt Nam. Một lần phẫu thuật là cả gia tài đấy các bạn à. Đấy, cứu người nó phải thế. Nguyên việc lấy doanh thu của Đại Nam ra để cứu người là đã thấy nể phục bội phần rồi. Bản thân mình không có nhiều tiền, ít giúp đỡ người nghèo nên đừng nói nghìn tỷ, chứ ai ủng hộ mình 50 nghìn thôi cũng thấy là kính nể rồi. Khoan hãy bàn về chuyện sai ai sai ai đúng. Nhìn những việc mà cô làm cho cộng đồng thì cô xứng đáng được trân trọng thay vì những lời chỉ trích. Thứ ba, chương trình Giờ Vàng. Thấy xót xa trăn trở trước cảnh nạn nhân vụ tai nạn cận kề lằn ranh sinh tử, vợ chồng doanh nhân Quỳnh Hữu Dũng đã thành lập một cái chương trình Giờ Vàng để cứu giúp những người bị nạn tai nạn giao thông lúc họ ngặt nghèo nhất và cần cứu giúp nhất. Chương trình Giờ Vàng liên kết với ba bệnh viện gồm là Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Bình Định, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bất kỳ ai bị tai nạn giao thông chuyển đến ba bệnh viện này đều trong tình trạng không thân nhân đều được bệnh viện ứng tiền để nhập viện cấp cứu và chương trình sẽ hoàn trả lại. Những việc làm của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Quý Dũng đã phần nào nói lên hết được sự tâm tư tình cảm của mình cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Tôi chứng kiến cảnh nhiều người không may bị tai nạn giao thông giữa đường trong tình trạng thập tử nhất sinh mà không làm sao cứu được. Rồi những người này được nhập viện nhưng không có thân nhân, không ai đóng tiền nên rắc rối về thủ tục cấp cứu. Tôi thấy xót xa quá. Cận kề giữa lằn ranh sinh tử sống chết chỉ trong một cái chớp mắt thôi, nhưng chỉ vì thiếu thủ tục đóng tiền mà một sinh mạng lại phải lì trần. Bây giờ tai nạn giao thông đã giảm đi nhiều rồi. Đó là những điều đáng mừng, là cái phước của nhân dân và của đất nước của mình. 25 năm trước đây thì mỗi năm cả nước có đến là 35.000 người chết vì tai nạn giao thông.
và gấp đôi gấp ba số đó bị thương tích, tàn tật, mất sức lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Giờ đã giảm đi nhiều nhưng tai nạn giao thông vẫn diễn ra đầy rẫy đó, mỗi ngày khắp nơi. Điều đó làm tôi trăn trở và tôi thành lập chương trình này để cứu người bị tai nạn giao thông lúc ngặt nghèo nhất mà họ cần sự cứu giúp. Đây là chia sẻ của ông Huỳnh Quy Dũng. Thưa chị Kim Ngân ạ. Điều mà thế hệ học sinh chúng tôi nể chú Dũng đến sát đất là theo nhận thức và hiểu biết thì chú Dũng gần như không có bất kỳ đòi hỏi nào cả. Chú cho đi nhẹ nhàng như là uống ly cà phê vậy. Chú Dũng cho đi vì chú là con người Bình Định, vì là có thầy Đắc, trưởng bộ môn toán, là bạn học cấp 3 của chú. Thầy Đắc có tâm tình với chú là vì chú Dũng nghĩ cần phải làm vậy. Hiện nay khi đến ngôi trường Lê Quý Đôn đó, Bình Định sẽ thấy một cái bảng rất là bé có ghi là công ty cổ phần Sóng Thần tài trợ xây dựng. Có thế hệ thống được ngày nào, có thế hệ không được ngày nào ngồi học ở ngôi trường Lê Quý Đôn mới xây dựng này, ngày nào nhưng mà vẫn hay nhắc nhau, nhắc nhở về cái thế hệ học sinh Lê Quý Đôn về lòng biết ơn về con người rộng rãi vô điều kiện, một hành động trượng nghĩa vô bờ bến. Có một bài báo thời đó tôi vẫn còn nhớ như in là cái nội dung là trường chuyên Lê Quý Đôn đã được tỉnh giao khu đất đường Nguyễn Huệ nhưng chưa đủ tiền xây dựng vì ngân sách chỉ có 2 tỷ đồng. Ở bài báo đó còn có câu rằng là nó khích là để duy trì đội bóng con ngựa ô tỉnh Bình Định, mỗi năm ngân sách chi ra gần chục tỷ đồng nhưng ngân sách để xây cái trường chuyên đại diện cho tỉnh thì chỉ 107 tỷ đồng không có. Năm 2000 thì chủ khu công nghiệp Sóng Thần và cũng là chủ khu du lịch Đại Nam đã tặng cho trường chuyên Lê Quý Đôn số tiền là 6,5 tỷ đồng cộng với 2 tỷ ngân sách nhà nước để xây dựng ngôi trường khang trang trong thời gian kỷ lục vì tiền tươi thóc thật mà. Lưu ý là thời điểm đó vàng khoảng có 6,5 triệu lượng thôi, tức là 6,5 tỷ đồng tương đương với là 1.000 lượng vàng. Sinh viên Cao Trung Hiếu chia sẻ. Thứ năm, trao tặng nước ngọt cho bà con miền Tây. Miền Tây là khu vực còn thiếu nước ngọt, nhưng để có nước ngọt sinh hoạt, người dân phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nước ngọt từ các xà lan, xe bồn về sử dụng. Trước đây thì giá nước máy chỉ khoảng chừng 8.000 đồng mét vuông một mét khối thôi. Nhưng mà đến nay thì khi nước nhiễm mặn đó, người dân phải bỏ tiền ra mua nước ngọt ở nơi khác trở về với cái giá là 150.000 cho đến 200.000 đồng một mét khối lận. Giá nước ngọt cũng mặn chát như thế nhưng người dân không còn cách nào khác. Thấu hiểu được điều đó thì vợ chồng anh Dũng, chị Hằng đã trao tặng nước ngọt cho bà con miền Tây. CEO Nguyễn Phương Hằng nói trong cái khoảnh khắc đầy xúc động với người dân rằng bất kể nơi đâu ở miền Tây này bị thiếu nước ngọt đó, thì chúng tôi sẵn sàng tới khảo sát để hỗ trợ. Chỗ nào thiếu đường ống dẫn nước thì chúng tôi sẽ tài trợ ống. Chỗ nào cần khoan giếng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ khoan giếng. Hoặc nơi nào cần phải lắp đặt hệ thống lọc nước thì vợ chồng tôi cũng sẽ làm hết mình. Vợ chồng tôi luôn đồng lòng cố gắng làm sao để có giải pháp cung cấp nước sinh hoạt lâu dài cho người dân miền Tây sử dụng. Đặc biệt là có thể vượt qua lúc khó khăn mà hạn mặn gây ra. Thứ sáu, trong 6 năm, quỹ từ thiện hằng hữu của gia đình CEO Nguyễn Phương Hằng đã giúp đỡ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đến 24 tỷ đồng để mổ tim cho 119 bệnh nhân nghèo. Thông tin trên được cho biết trong báo cáo thực trạng và chi phí điều trị tim bẩm sinh do quỹ từ thiện hằng hữu giúp đỡ bệnh viện Chợ Rẫy từ 2015 đến 2021 được công bố tại hội nghị khoa học thường niên của bệnh viện năm 2022. Thống kê Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có khoảng từ 10.000 đến 12.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên chỉ có khoảng 6.000 trẻ em được can thiệp phẫu thuật thôi. Số còn lại phải chờ hoặc là thậm chí tử vong trước khi phát hiện là bệnh. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện nhóm tác giả báo cáo cho biết từ sự giúp đỡ của quỹ hằng hữu thì bệnh viện đã đến nhiều địa phương khám sàng lọc cho trẻ bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn như là Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, nếu không có quỹ hằng hữu thì gia đình nghèo khó tìm đủ 47,1 triệu đồng để đưa con đi điều trị. Một câu chuyện thấm đẫm nhân văn mà xúc động khi nửa đêm nhận được tin cầu cứu về một cháu bé não úng thủy không thể phẫu thuật được bên Singapore vì số tiền viện phí quá cao lên tới 36.000 đô. Đó chỉ là tiền cho ca mổ thôi. Trong thất vọng tột cùng thì người mẹ nghèo tưởng rằng mình sắp phải rời xa đứa con thân gái thân yêu của mình.
và không còn cơ hội, thì ngay lập tức CEO Nguyễn Phương Hằng đã bay sang bên Singapore đem theo khoản tiền ấy, và cháu bé đã được mổ luôn trong đêm. Nhờ vào chế độ chăm sóc đặc biệt và đội ngũ y tế có tay nghề cao ở đây, cháu bé đã được hồi sinh. Thế nhưng không thể nhắc không nhắc đến Phương Hằng, người dành cả cuộc đời của mình để kiếm tiền và cũng dùng tiền đó để làm hàng nghìn việc ý nghĩa. Hồi sinh lại những trái tim, những bộ não bị lỗi của tạo hóa, CEO không có phô trương, không khoe mẽ và cũng không bao giờ đứng ra kêu gọi từ thiện của bất cứ ai. Có bao nhiêu chị làm thiện nguyện bấy nhiêu. Những việc làm thiện nguyện của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng, tuy chẳng thể giúp đỡ hết được những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhưng cũng đã tạo phần nào xoa dịu đi những mất mát mà họ phải gánh chịu. Người ta làm việc thiện thì đau to búa lớn, còn vợ chồng chị chẳng cần ai biết, cũng chẳng muốn ai hay, chỉ mong muốn những sự đóng góp của mình có thể là một điều gì đó cho những mảnh đời cơ cực, bệnh tật và thiếu thốn. Đặc biệt CEO Nguyễn Phương Hằng không chỉ tích cực trong công tác thiện nguyện mà còn được cộng đồng mạng rất ủng hộ khi nhắc chị đến những hoạt loạt ngôi sao đình đám như là Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh không minh bạch trong công tác thiện nguyện. Cụ thể là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nếu không có chị Phương Hằng vạch mặt thì số tiền hơn 14 tỷ kêu gọi từ thiện cho người dân vùng lũ miền Trung bị yểm trong tài khoản cá nhân của anh ta, không biết bao giờ mới tới tay người dân nghèo sau hơn 7 tháng bão lũ đi qua. Không có chị Phương Hằng vạch mặt thì lan băm siêu biệp Võ Hoàng Yên chắc chắn vẫn tiếp tục lừa dối bóc lột tận cùng những người nghèo, thậm chí nguy hiểm cả tính mạng như là VTV, Báo Pháp Luật, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh cũng đã bóc trần sự thật, khẳng định rằng Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh nhân năng nào khỏi hết. Kính thưa chị Kim Ngân, sau hai lần viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vai trò của các đồng phạm trong vụ án, với 5 lần ra quyết định tạm giam do Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can đối với chị Nguyễn Phương Hằng vào ngày 23 tháng 4, 2022 theo điều 331. Sau khi sáp nhập vụ án với Công an tỉnh Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, đầu tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án để cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến chị Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án để Công an TP.HCM gộp vụ án để xử lý theo đúng quy trình của tố tụng. Theo kết luận thì khoảng tháng 3 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, CEO Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề có nội dung khác nhau, được nhiều người theo dõi, chia sẻ bình luận. Tại các buổi livestream, chị Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người như là Hoài Linh, Vi Oanh và bà Hằng đi. Những cá nhân này rõ ràng là không phải tổ chức nhà nước, thưa chị ạ. Quá trình điều tra, CEO Nguyễn Phương Hằng đã khai nhận các thông tin mà chị đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc được trên mạng internet, báo chí và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ. Còn theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đó, thì xác định có 6 bị hại của Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, các bị hại của chị Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo chị gồm có là bà Đinh Thị Lan, ông Quỳnh Minh Hưng, bà Đặng Thị Hằng Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh. Trừ bị hại Đinh Lan là một kẻ vô danh tiểu tốt, còn 5 người kia đều là những người nổi tiếng, nhà báo, luật sư, thợ hát, cầu thủ, thợ cắt tóc v.v. Em xin được nói chi tiết rõ hơn về bị hại Đinh Lan để chị Kim Ngân được rõ ạ. Người này tự xưng là CEO của một doanh nghiệp riêng và được tự khoe hiện là theo học tại hai trường là trường Y Dược Lê Hữu Trác và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lan cũng tự xưng mình quen biết và thân thiết với nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz như là Hồng Dân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay giám đốc điều hành công ty Venus, chuyên đào tạo về người mẫu Vũ Khắc Tiệp v.v. Tuy nhiên, kể từ khi người đàn bà nhiều chuyện này chen chân vào drama của CEO Nguyễn Phương Hằng tố cáo lăng băm siêu bợp Võ Hoàng Yên thì mới được mọi người biết tới nhiều hơn, nhưng là biết tới với quá khứ lừa đảo. Cụ thể, một tài khoản đã nhắc
Người phụ nữ này từng lừa đảo mình và nhiều người khác. Không những thế, bị hại Lan cũng thường xuyên livestream vu khống xuyên tạc rất nhiều về cá nhân Nguyễn Phương Hằng và Đại Nam. Với những thông tin vu khống cho Đại Nam là cướp đất, nợ nhiều tiền phải bán Đại Nam mà kẻ này vẫn ngang nhiên ngồi xổm trên pháp luật, nghiễm nhiên trở thành bị hại, thì quả là điều bất bình thường, không thể nào tin nổi, thưa chị ạ. Cũng như cô Vy Oanh thì cũng gây sự trước với CEO Nguyễn Phương Hằng, thậm chí còn vu khống CEO cặp bồ lăng nhăng và lấy nhiều chồng. Thưa chị, em đã theo dõi rất sát sao drama của CEO Nguyễn Phương Hằng. Tuy rằng chỉ được gặp mặt CEO Nguyễn Phương Hằng tại khu đại dịch Đại Nam trong buổi chiều 16 tháng 3, 2020. Tại khu du lịch Đại Nam, doanh nhân Quỳnh Quý Dũng, còn gọi là Dũng Lợi Dôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và vợ là CEO Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam, đã tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu báo chí và truyền thông để chia sẻ thêm các thông tin về vụ việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng ấn tượng với em, chị Phương Hằng là người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, bạc thiệp, thẳng thắn, thông minh và rất thương người lao động, không phân biệt chủ tớ. Cụ thể, trong bữa cơm tối tại Đại Nam có rất là nhiều quan chức báo giới, khách mời YouTuber, vân vân. Thế nhưng em quan sát thấy chị bà chủ Đại Nam chỉ chăm chăm vào mấy bàn của những người giúp việc, ân cần chuyện trò rất thân tình với họ. Cũng như bản thân em đã vinh dự được cùng các bác cựu chiến binh, lão thành, cách mạng trong tổ dân phố về thăm quê chị tại xã Châu Hòa, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre 3 lần. Hình ảnh dung dị thân thương của nữ chủ tịch Quốc hội khi đó đã động lại mãi trong trái tim em và những người trong đoàn thư chị Kim Ngân ạ. Và từ xa xưa, câu thành ngữ là không có lửa làm sao có khói, muốn nói rằng phàm là việc gì trên đời đều xuất phát từ nguyên nhân của nó. Không có chuyện tự dưng mà thế này hay thế nọ. Cũng như CEO Nguyễn Phương Hằng, không bao giờ có chuyện chị tự ý, tự nhiên chửi bới xúc phạm ai đó. Nếu chính họ không vô cớ gây sự, thậm chí còn lăng nhục, bị đặt trắng trợn nhiều điều không đúng cho chị. Bởi bụt không treo gà, sao gà mổ mắt, đúng không thưa chị? Có chăng CEO Nguyễn Phương Hằng chỉ có lỗi khi không biết kiềm chế cảm xúc. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, mạng xã hội là kênh tương tác ngày càng phổ biến, nhưng nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi nếu chúng ta không dùng người dùng nó đó, không kiểm soát được cảm xúc, phát ngôn thiếu chuẩn mực. Trong một thế giới thu nhỏ, mỗi người có quyền bày tỏ những quan điểm, chia sẻ tâm tư, cảm xúc, cũng như những câu chuyện cá nhân mang tính tích cực đến cộng đồng. Có thể trong một cái vài tình huống nhất định đó, vì bực bội mà thiếu kiềm chế văng ra câu nói phản cảm theo một cái phản xạ bản năng, như trong một cái buổi livestream tối ngày 22 tháng 4. Khi đó vì quá thất vọng với cái đơn tố cáo của bản thân chị Phương Hằng, kính gửi trực tiếp đến ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, liên quan cái các tố cáo chị Hằng về cái việc mà ăn chặn tiền từ thiện. Nên chị Hằng có nhắc nhở đến ông Mãi. Và ngay trong ngày 23 tháng 4 thì chị Phương Hằng bị bắt tạm giam với lý do cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi giải quyết đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đối với CEO Nguyễn Phương Hằng. Sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam mà chỉ cách 12 ngày trước đó, ngày 12 tháng 3, chính cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định là tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm của Vy Oanh tố cáo người CEO Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Tiếp sau đó thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, kẻ đã nhận 183 tỷ đồng của CEO Nguyễn Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh, do không có dấu hiệu tội phạm. Cũng như cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung, nên không khởi tố vụ án hình sự. Về phía những người bị chị Phương Hằng nhắc tên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Quy Oanh, Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng Ni, nhà báo Đức Hiển, vân vân, đã đồng loạt làm đơn tố cáo đề nghị khởi tố CEO Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mới đây, ngày 14 tháng 10, 2022, qua báo chí, em được biết CEO Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và gia đình vừa có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 tháng này. Về lý do
Xin tại ngoại thì nội dung trong đơn nêu rằng là từ trước đến nay, bị can Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện nhân đạo trong đại dịch Covid-19. Đồng thời gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài nếu được điều trị bệnh cho chị Hằng. Trong đơn, con trai chị Hằng là Nguyễn Quang Tuấn trình bày mẹ cháu phạm tội lần đầu, thân nhân tốt, chưa có tiền án và có nơi ở rõ ràng. Trước khi bị bắt, chị Phương Hằng có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện. Nguyễn Quang Tuấn cũng khẳng định từ khi bị tạm giam, mẹ cháu đã thành khẩn khai báo, nhiều lần viết đơn xin tại ngoại để điều trị bệnh và cam kết không tái diễn hành vi livestream trên mạng xã hội. Con trai chị Nguyễn Phương Hằng cho biết mẹ mình đang điều trị như bệnh nhiều bệnh như là cao huyết áp, rối loạn lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung, phải thường xuyên uống thuốc điều trị. Thưa chị Kim Ngân, em cũng rất biết rằng theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, để được tại ngoại thì người bị khởi tố phải được bảo lãnh hoặc đặt tiền để đảm bảo. Đây là hai biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Bản thân CEO Nguyễn Phương Hằng đang mang trong mình rất là nhiều bệnh trọng như vậy mà 9 tháng bị nhốt trong lao tù thì vì lỗi vạ miệng là tội phạm ít nghiêm trọng chứ không phải là mang tội nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng. Tục ngữ có câu không ai nắm tay suốt ngày tới tối hay sông có khúc người có lúc là muốn nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống khó ai có thể là thuận lợi vuông tròn mọi lẽ cả. Nhưng trong việc cãi lộn xúc phạm gây hấn nhau trên mạng xã hội giữa CEO Nguyễn Phương Hằng và các bị hại Vi Oanh, Đinh Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Hàn Ni, Lê Thị Giàu, v.v. mà chỉ mình chị Hằng bị khởi tố bắt tạm giam tới hơn 9 tháng thì thật là không công bằng. Từ ngàn xưa đến nay, dân tộc Việt Nam có truyền thống đạo lý vô cùng tốt đẹp được xây dựng và phát triển trên nền tảng của tư tưởng nhân đạo là sống nhân ái và giàu lòng vị tha. Nên hôm nay em mạn phép xin được gửi tới chị người có một tấm lòng nhân ái cao cả và độ lượng khoan dung lời thỉnh cầu cũng như sự mong muốn của rất là nhiều người yêu mến chị Nguyễn Phương Hằng. Xin cho chị Hằng được ra tại ngoại để chữa bệnh bởi em tâm niệm nỗi đau của người khác cũng như nỗi đau của chính mình, thưa chị Kim Ngân ạ. Trân trọng cảm ơn chị nhiều ạ. Một dòng trạng thái bên dưới để thêm rằng là hiện tại cũng như nguyên thường trực bí thư Trần Quốc Vượng thì nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân vẫn còn đang sinh hoạt đảng viên hai chiều tại chi bộ khu dân cư số 10. Khu tôi cùng trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đại biểu Quốc hội Đào Trọng Thi, Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1 Ban Nội chính Trung ương, sắp lên phó trưởng ban thay ông Trần Quốc Cường và lên Điện Biên làm bí thư tỉnh ủy. Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Như vậy thì chị Kim Ngân chỉ không tham gia Quốc hội bởi sinh hoạt đảng hai chiều là quy định đảm bảo đảng viên đang công tác và thực hiện quy định của điều lệ đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Còn hữu hẳn là hiện là đang sinh hoạt đảng viên một chiều là ông Hồ Mẫu Ngoạc, nguyên trợ lý tổng bí thư, Hoàng Bình Quân, nguyên trưởng ban đối ngoại trung ương cùng nhiều người khác. Lý do tôi gửi cho chị Nguyễn Thị Kim Ngân là bởi vì tôi đã có lịch được lên gặp chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trong một ngày gần đây. Và chị Kim Ngân quê ở Bến Tre, nơi CEO Nguyễn Phương Hằng đã ủng hộ vật chất, tinh thần rất là nhiều cho công tác an sinh xã hội tại nơi này. Tôi cùng Đại tá Nguyễn Minh Hoài, nhà báo Trâm Nguyễn Thị, Cảnh đẹp miền quê, Hoàng Đinh Thụy, Hưng Hoàng Lan cũng đã từng gặp ông Phan Văn Mãi, Nguyễn Thành Phong tại quê nhà chị Kim Ngân ở xã Châu Hòa, huyện Dòng Trơm. Đặc biệt thì có những người sống xa tổ quốc chưa một lần được gặp CEO Nguyễn Phương Hằng nhưng vẫn một niềm yêu ủng hộ và yêu quý CEO như Việt Kiều Switzerland Nguyễn Phương Nga Đoàn xinh đẹp và chị Lan Hương Nguyễn Thị Việt Kiều Italy cùng rất là nhiều bạn bè của tôi. Đây là tấm hình chụp của những nhân vật ở trong bài viết. Đó, quý vị. Thì một cái lá thư khá dài, khá tâm tư, khá tình cảm và rất đặt nhiều cảm xúc ha, của cái người viết đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Quốc Võ cũng mạn phép xin đọc lại trọn cái bài viết để quý vị cùng tham khảo nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số tin tức thương mại quan trọng sau đây.
Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Quốc Võ rất là vui khi mà mình có thời gian để mình chia sẻ một số những công dụng tuyệt vời của những sản phẩm mà Quốc Võ đang sở hữu ở đây. Thưa quý vị, mình nói trước là về đông trùng hạ thảo, thì mọi người đã biết là đông trùng hạ thảo rồi. Đây là những sản phẩm đặc biệt lấy từ Bhutan, một cái nơi rất là tuyệt vời ha. Thì thưa quý vị, cái đông trùng hạ thảo này giống như chúng ta đã thấy trên màn hình là một trong những cái loại đông trùng hạ thảo mà rất đặc biệt, nó bồi bổ cho sức khỏe toàn diện ha, giúp cho chúng ta là ngủ ngon, giảm cảm giác rất là mệt mỏi ha, giảm đau lưng tiểu đêm, rồi cải thiện những chức năng về não bộ, hoặc là tăng cường chức năng về gan, về thận, về phổi và làm chậm tiến trình lão hóa. Cái cách sử dụng là chúng ta dùng nước sôi ha quý vị ha, chút nước thật sôi luôn, buộc quý vị dùng là một ly nước thật sôi, mình bỏ vào khoảng 2 con và mình ngâm khoảng từ 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ rồi chúng ta uống. Đó. Thì chúng ta uống là thường thường chúng ta uống khoảng chừng 2 lọ này thôi, rồi chúng ta ngưng khoảng chừng 1 tháng rồi chúng ta uống lại. Đó. Thì hiện tại bây giờ Quốc Võ đang có một cái khuyến mãi đặc biệt dành cho những quý vị nào mà mua đông trùng hạ thảo, là chúng ta mua 4 lọ này thì mình sẽ được free 1 lọ quý vị nha. Tức là mình mua 4 là tặng 1 đó. Thì mỗi lọ như vậy Quốc Võ bán với giá là $120 cho một lọ nha quý vị nha. Một cái lọ rất là đẹp, một hộp rất đẹp luôn, gồm 4 lọ và được tặng thêm một lọ này. Nếu mà quý vị mua lẻ thì mỗi lọ như vậy quý vị mua $120. Còn nếu như quý vị mà mua lẻ hơn nữa, tức là mua là 2 hộp, 2 lọ đây, thì quý vị sẽ được free một cái hộp trà Acetaba nhỏ ha. Nếu mua mà một lọ thì mình sẽ trả $120. Nếu mua 2 lọ, chúng ta sẽ được free một cái hộp trà nhỏ, và nếu chúng ta mua 4 lọ thì quý vị được free một lọ nha. Đó là đông trùng hạ thảo. Rồi, bây giờ mình nói tiếp sản phẩm thứ hai là sản phẩm trà Acetaba. Đấy, quá đẹp. Một cái hộp rất là mới. Mới design luôn. Ngày xưa quý vị còn nhớ không, là một cái hộp mà Quốc Võ bán thường thường cái hộp giống vậy đó thì là 40 gói. Nhưng mà cái lọm cái hộp mới này nè là có 60 gói ha. Giá bán cho mỗi cái hộp này là $65 cho một hộp. Đây là một loại trà dinh dưỡng rất đặc biệt, lấy từ một cái vùng biển mà có cái phù sa nó màu đen ở tại Nhật Bản, và nước Nhật họ sản xuất cái này 100% là nước Nhật. Cho nên quý vị cứ tin tưởng vào những sản phẩm chất lượng của Nhật. Và mỗi ngày như vậy chúng ta uống khoảng 2 gói thôi thì là rất tốt rồi. Thay nước luôn quý vị. Mình lấy một cái bình thủy khoảng chừng 2 lít nước, mình bỏ 2 gói vào và mình uống suốt ngày luôn quý vị, để thay nước. Rất tốt luôn. Thì hiện tại bây giờ nếu như quý vị nào mà mua 3 cái hộp trà này, mỗi hộp $65, thì quý vị sẽ được tặng một hộp nhỏ này. Cái hộp này Quốc Võ bán là $25 nha. Nếu như quý vị mua 3 hộp lớn này, mỗi hộp $65, thì quý vị sẽ được tặng một hộp nhỏ này. Ngoài ra còn một cái quà tặng đặc biệt nữa là một cái dầu Tibet nữa quý vị. Cái dầu Tibet này nè. Đó. Như vậy mình mua 3, mình được tặng 2. Là chúng ta sẽ giới thiệu một loại sản phẩm mới nữa quý vị. Bột dinh dưỡng Acetaba luôn quý vị. Quý vị thấy mấy cái hộp giống nhau không? Thì đây là một trong những cái loại bột mà rất là tuyệt vời, mà nhiều người khán giả đã dùng qua rồi và review rất là tốt luôn. Quý vị thí dụ như buổi sáng chúng ta không có thời gian để ăn sáng, chúng ta cứ lấy một cái ly nước nóng, bỏ 2 gói bột vào, khuấy đều lên và uống là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn sáng. Thí dụ như buổi trưa đây quý vị không có thời gian ăn trưa, thì quý vị cũng có thể dùng 2 gói bột này để làm một bữa ăn trưa cho mình. Và thậm chí là buổi tối nếu quý vị đi làm về mệt quá, không có thời gian để ăn, không có đủ tức là sức khỏe, hoặc là mình cảm thấy mình không muốn ăn cơm đó quý vị, thì mình cứ lấy 2 cái bột này mình bỏ vô một cái ly nước ấm ha, rồi cái bình mới khuấy đều lên rồi mình uống là rất là tốt luôn. 36 chất dinh dưỡng ở trong đây, nó gọi là percent 36 energy booster đó quý vị, thấy không? Và là những cái chất dinh dưỡng này á, là nó giống như là ngũ cốc đó quý vị. Bột ngũ cốc ngày xưa mà Việt Nam chúng ta thường hay uống đó, ngũ cốc rất là 5 loại thôi, nhưng mà cái này tới 36 loại lận, rất là tốt luôn và đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn của mình luôn quý vị ha. Đặc biệt là những cho quý vị nào mà ăn chay trường đó, thì đây là một sản phẩm tuyệt vời. Và nó không có bất kỳ một cái lứa tuổi nào mà kỵ như thế nào ấy, tức là tuổi nào cũng có thể uống được hết quý vị ha. Con nít hay là người lớn gì vẫn uống được chay thường. Đó là quý vị cứ là mỗi ngày như vậy chúng ta thay thế bữa ăn mà chúng ta uống hai gói. Và hiện tại bây giờ cũng có một đợt khuyến mãi đặc biệt, rằng là nếu như quý vị nào mua một cái hộp này giá trị là $95 cho một hộp này, trong đây có 60 gói, $95. Quý vị mua một hộp này, quý vị sẽ được tặng một cái hộp trà nhỏ này. Đó, tức là trong đây có là 60 gói dinh dưỡng trong đây, là giá trị là $95. Và quý vị mua một hộp này, quý vị sẽ tặng một hộp này nha.
rất là tuyệt vời luôn. Thì nếu quý vị nào muốn order sản phẩm á, thì mình hãy liên lạc với Quốc Võ trực tiếp qua số điện thoại là 714-247-9474. Quý vị nào ở Việt Nam hoặc là ở Canada hoặc là ở nước khác á, thì quý vị cũng có thể add Zalo của Quốc Võ ha. Add Zalo bằng cái số là cộng 1 là mã số nước Mỹ ha. Xong rồi 714-247-9474. Kết thúc cái clip hôm nay thì Quốc Võ cũng xin chào tạm biệt quý vị và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là bình yên hạnh phúc. Và nhớ rằng là ủng hộ Quốc Võ bằng cách là order sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản qua số điện thoại là 714-247-9474 nha. Xin chào tạm biệt quý vị.